lớp sương sương đi học, nữ sinh khiến cô giáo chấn động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái gì vậy bà nội? Có lẽ vì giải tỏa được áp lực sau khi thi cử, một nữ sinh đã vô cùng là nhẹ nhàng về đầu óc, thoải mái về tinh thần, nên có màn trang điểm không giống ai khiến cô giáo chấn động, cả lớp cười lăn cười bò, trong khi cộng đồng mạng xem xong kiểu mắc cỡ quá em ơi. Theo đó, nữ sinh này đã có màn make-up sương sương bằng cách dùng giấy trắng tô màu để thiết kế bộ mi, mày, môi, phấn hồng, rồi sau đó dán lên để biến khuôn mặt của mình thành một phiên bản mới trông slay hơn. Khoảnh khắc mặt chạm mặt với camera của cô giáo khiến nhiều người xem online cứ ngỡ đây là hiệu ứng filter của ứng dụng TikTok. Tuy nhiên, sự thật đây lại là filter ở bên ngoài đời thực. Giây phút ấy khiến nữ sinh ngại đỏ mặt, quay lưng 90 độ để tháo đi lớp make-up sương sương của bản thân. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình đó đều đã được camera ghi lại, thậm chí cô còn hào phóng đăng lên mạng cho cả cộng đồng cùng xem. Một vài bình luận đáng chú ý mà dân tình đã để lại ở bên dưới video. Make up sương sương mà tưởng đâu Halloween đến sớm nữa chứ. Lớp ít nhất phải có một đứa như thế này mới vui, cây hài của lớp và khiến những người xung quanh không bao giờ ngừng cười mỗi giờ ra chơi. Khi crush nói em chỉ make up nhẹ nhàng thôi, và đây là hình ảnh của cô ấy kiểu Thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.